Chiều qua, ngày 20 tháng 12 năm 2020, tại sân bóng Cường Quốc, Hà Đông, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc giải bóng đá Cúp Việt Nam hội nhập vì sức khỏe cộng đồng lần thứ nhất năm 2020. Trước khi diễn ra lễ bế mạc, tất cả các cổ động viên đã được theo dõi trận đấu tranh giải 34 giữa hai đội FC Quân Lân và SC BTN và trận chung kết giữa hai đội SC Loka và FC Air group Đối với trận tranh giải 34, sau hiệp 1, hai bên cân bằng tỷ số không đều. Hiệp 2, FC Quân Lân đã nhanh chóng ghi 3 bàn thắng chỉ trong 3 phút và đã đạt giải 3. Trận chung kết cũng là trận đấu được mong chờ nhất và lịch sử lặp lại như trận đấu tranh giải 34. Sau 30 phút thi đấu tại hiệp 1, hai bên tranh giành nhau quyết liệt và tạm dừng ở tỷ số không đều. Nhưng đến gần cuối hiệp 2, FC Loka bỗng thi đấu xuất thần và liên tiếp ghi 4 bàn thắng chỉ trong 5 phút. Dù E Group đã kiên cường thi đấu nhưng kết quả chung cuộc, Loka đã chiến thắng áp đảo với tỷ số 4-1 và trở thành nhà vô địch của giải bóng đá Cúp Việt Nam hội nhập lần thứ nhất năm 2020. Sau hai trận đấu cuối cùng, lễ bế mạc đã diễn ra trong không khí trang trọng ngay tại sân vận động Quốc Cường, Hà Đông, Hà Nội. Tới dự buổi lễ có nhà thơ, nhà báo Đoàn Mạnh Phương, tổng biên tập tạp chí Việt Nam hội nhập, nhà báo Đặng Đình Chấn, phó tổng biên tập trưởng ban tổ chức giải, các thành viên trong ban tổ chức, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp tham dự giải cùng trên 100 cầu thủ đại diện cho 8 đội bóng tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Đặng Đình Chấn, phó tổng biên tập tạp chí Việt Nam hội nhập, trưởng ban tổ chức giải đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các thành viên trong ban tổ chức trong công tác chuẩn bị tổ chức giải sự đồng hành ủng hộ của các nhà tài trợ và đặc biệt là tinh thần thể thao của mỗi đội tuyển và mỗi cầu thủ tham dự đã làm nên thành công của một giải đấu không chuyên do tạp chí việt nam hội nhập lần đầu tổ chức đồng thời đồng chí cũng mong muốn rằng giải đấu sang năm sẽ thu hút và mở rộng hơn nữa để góp phần phát huy phong trào thể dục thể thao tăng cường thể lực thúc đẩy hợp tác phát triển và quảng bá thương hiệu sản phẩm của mỗi đơn vị doanh nghiệp tham gia đồng hành tài trợ và thi đấu kết thúc buổi lễ ban tổ chức đã lần lượt trao các giải phụ như cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thủ môn xuất sắc nhất và huy chương đồng cho fc quân lân huy chương bạc cho fc air group và huy chương vàng cùng quốc vô địch cho fc loca kết thúc một giải đấu ngập tràn cảm xúc giải đấu của kết nối hợp tác và hội nhập